Chào đón các em học sinh lớp 4 đến với tiết học trực tuyến môn mỹ thuật. Hôm nay, cô trò chúng ta học bài số 1. Bài học có tên Những mảng màu thú vị. Trước khi vào bài học, các em hãy chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học vẽ nhé. Đồ dùng học vẽ hôm nay gồm có màu vẽ, giấy màu, kéo và hồ dán. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay nhằm giúp các em nhận biết được màu sắc trong thiên nhiên và trong tranh vẽ, nhận ra và nêu được các cặp màu bổ túc, các màu nóng, màu lạnh. Bên cạnh đó, bài học sẽ giúp các em vẽ được các mảng màu cơ bản, các cặp màu bổ túc, màu nóng, màu lạnh, tạo sản phẩm trang trí hoặc bức tranh biểu cảm. Để đạt được những mục tiêu này, cô trò chúng ta cùng vào phần thứ nhất, tìm hiểu. Ở đây, cô có một số bức tranh và một số hình ảnh. Các con hãy quan sát thật kỹ và cho cô biết màu sắc do đâu mà có. Màu sắc trong thiên nhiên và trong tranh có điểm gì khác nhau? Màu sắc giữ vai trò gì trong cuộc sống? Các em có biết mắt người nhìn được màu sắc là do có ánh sáng? Không có ánh sáng hoặc ở trong bóng tối, mọi vật đều không có màu sắc. Màu sắc trong thiên nhiên vô cùng phong phú. Màu sắc ở tranh vẽ và sản phẩm trang trí công trình kiến trúc do con người tạo ra. Màu sắc làm mọi vật trong cuộc sống đẹp hơn, đa dạng và phong phú hơn đấy. Và bây giờ, cô trò chúng ta cùng sang phần thứ hai để tìm hiểu sự kết hợp của màu sắc nhé. Ở trên hình, cô có 3 màu cơ bản. Các con hãy quan sát và cho cô biết đó là những màu gì? 3 màu cơ bản, hay còn được gọi là 3 màu gốc, chính là màu vàng, màu đỏ và màu xanh lam đấy các con ạ. Từ 3 màu cơ bản này, chúng ta có thể pha được rất nhiều màu khác nhau. Bây giờ, chúng ta hãy cùng trải nghiệm cách pha màu từ những màu cơ bản nhé. Em hãy sử dụng hộp màu của mình và trải nghiệm pha màu theo hướng dẫn trên hình nhé. Màu đỏ cộng màu vàng cộng màu xanh lam cộng màu đỏ. Nêu và viết tên màu sau khi pha trộn từ các cặp màu cơ bản. Sau hoạt động trải nghiệm, chúng ta thấy màu đỏ cộng màu vàng được màu da cam, màu vàng cộng màu xanh lam được màu xanh lá cây, và màu xanh lam cộng màu đỏ thì được màu thứ ba là màu tím đấy. Các bạn có ra kết quả giống kết quả của cô không? Các con ạ, các con hãy nhớ, từ 3 màu cơ bản ta pha được rất nhiều màu. Lấy 2 màu cơ bản pha trộn với nhau cùng một lượng màu nhất định, ta sẽ được màu mới. Màu mới này được gọi là màu nhị hợp. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các cặp màu bổ túc nhé. Những màu đối diện nhau trong vòng tròn màu sắc, đó chính là màu bổ túc đấy các con ạ. Đây là một vòng tròn màu. Các con hãy quan sát thật kỹ và nêu tên các màu đối diện với màu cơ bản nhé. Màu đỏ đối diện với màu nào? Màu xanh lam đối diện với màu nào? Và màu vàng đối diện với màu nào? Sau khi tìm ra những màu đối diện với màu cơ bản là các con đã tìm ra các cặp màu bổ túc rồi đấy. Các cặp màu bổ túc đó là màu đỏ và màu xanh lá cây, màu xanh lam bổ túc với màu cam và màu vàng bổ túc với màu tím đấy.
Các con hãy ghi nhớ, cặp màu đối diện nhau trong vòng tròn màu sắc gọi là cặp màu bổ túc. Các cặp màu bổ túc khi đứng cạnh nhau thường làm cho màu sắc tươi hơn, rực rỡ hơn, thu hút thị giác, bắt mắt hơn, nên thường được dùng khi muốn tạo ra sự chú ý về màu sắc trong lễ hội, quảng cáo, sân khấu, trang trí sách báo, đồ chơi trẻ em. Người ta thường sử dụng các cặp màu bổ túc đấy. Tuy nhiên, các cặp màu bổ túc cũng gây ra sự tương phản khi đứng cạnh nhau. Các cặp màu này thường gây nên sự chói gắt, sặc sỡ, loè loẹt. Bởi vậy, không nên đặt chúng cạnh nhau trong những trường hợp phải nhìn gần, liên tục, thường xuyên như đồ dùng, trang phục hàng ngày hoặc các công trình kiến trúc, vân vân. Để giúp các em hiểu rõ hơn về màu nóng và màu lạnh, ở đây cô có hai bảng màu. Các em hãy quan sát thật kỹ và gọi tên những màu nóng. Những màu nóng là những màu gì? Màu nóng mang lại cho em có cảm giác gì? Những màu lạnh là những màu gì? Màu lạnh mang đến cho em cảm giác gì nào? Các con hãy ghi nhớ, màu nóng là những màu tạo cảm giác ấm áp hoặc nóng bức. Đó là những màu sắc có sắc độ gần với màu đỏ, màu vàng. Màu lạnh là những màu tạo cảm giác mát dịu hoặc lạnh lẽo. Đó là những màu có sắc độ gần với màu xanh, màu lam. Đây là hai bức tranh có sử dụng các cặp màu bổ túc. Các con hãy quan sát thật kỹ và cho cô biết các cặp màu bổ túc có trong mỗi tranh là gì? Con có cảm nhận gì về hai bức tranh này, tranh số 1 và tranh số 2? Ở bức tranh số 1, cô thấy có các cặp màu bổ túc như màu vàng và màu tím, màu cam và màu xanh lam, màu đỏ và màu xanh lá cây. Còn bức tranh số 2, cô thấy có màu đen và màu trắng, màu đỏ và màu xanh lá cây. Còn có cả cặp màu bổ túc là màu cam và màu xanh lam nữa đấy. Hai bức tranh này thật là rực rỡ và bắt mắt phải không nào? Và tiếp theo, đây là hai bức tranh có sử dụng phối màu theo gam màu nóng và gam màu lạnh. Các con hãy quan sát thật kỹ và cho cô biết bức tranh nào có nhiều màu nóng? Bức tranh đó tạo cho em cảm giác gì? Bức tranh nào có nhiều màu lạnh? Bức tranh đó tạo cho em cảm giác gì nào? Trong hai bức tranh số 3 và số 4 thì cô thấy bức tranh số 3 có sử dụng rất nhiều màu nóng như màu đỏ, màu hồng, màu vàng. Bức tranh tạo cảm giác thật là ấm áp. Bức tranh số 4 có sử dụng rất nhiều màu lạnh như màu xanh lam, màu xanh lá cây. Bức tranh số 4 mang đến cảm giác mát mẻ và bầu không khí trong lành của biển. Sau khi quan sát 4 bức tranh, các con đã thấy được sự kỳ diệu của màu sắc chưa? Các con hãy nhớ, sự hài hòa về màu sắc được tạo nên bởi sự kết hợp giữa màu nóng và màu lạnh, màu đậm và màu nhạt trong một tổng thể đấy. Và bây giờ, cô trò chúng ta cùng sang phần hướng dẫn thực hiện nhé. Ở đây, cô có 3 hình A, B, C. Các con hãy quan sát thật kỹ và tìm hiểu cách vẽ và sử dụng màu sắc trong tranh qua các hình trên nhé. Để hiểu được cách vẽ và sử dụng màu sắc trong tranh, chúng ta cần trải qua 2 bước. Bước 1, vẽ các nét ngẫu nhiên hoặc vẽ kết hợp các hình cơ bản để tạo bố cục theo ý thích. Bước 2, sử dụng kiến thức về màu cơ bản, màu bổ túc, màu nóng
màu lạnh để vẽ vào các hình mảng và nền. Có thể thể hiện màu sắc bằng giấy màu các em nhé. Như vậy, để vẽ một bức tranh có ý đồ nghệ thuật về màu sắc, chúng ta cần trải qua hai bước. Bước 1, vẽ hình. Bước 2, vẽ màu. Khi vẽ màu, em có thể lựa chọn thể hiện một trong những cách sau. Thứ nhất, thể hiện vẽ màu theo gam nóng, hoặc thể hiện vẽ màu theo gam lạnh. Cũng có thể vẽ màu tương phản bổ túc. Trước khi vào phần thực hành, chúng ta hãy quan sát một số bài tham khảo để có ý tưởng sáng tạo về bố cục và màu sắc trong tranh nhé. Khi quan sát tranh, các em hãy chỉ ra bức tranh nào sử dụng gam màu nóng, bức tranh nào sử dụng gam màu lạnh, bức tranh nào sử dụng các cặp màu bổ túc. Đó là những cặp màu bổ túc nào? Em thích nhất bức tranh nào? Vì sao? Và em sẽ thể hiện bức tranh của mình theo cách vẽ màu nào? Em sẽ vẽ màu theo gam màu nóng, hay vẽ màu theo gam lạnh, hay vẽ màu tương phản bổ túc? Sau khi đã tìm ra ý tưởng làm bài, chúng ta cùng vào phần thực hành nhé. Bài tập thực hành hôm nay là em hãy vẽ hoặc cắt dán giấy màu bức tranh có bố cục bằng đường nét, hình mảng và màu sắc theo ý thích. Em hãy đặt tên cho bức tranh của mình nữa nhé. Gợi ý, em hãy nhớ lại các bước hướng dẫn thực hiện để làm bài thực hành cho tốt nhé. Bước 1, chọn một hình và vẽ theo ý thích. Bước 2, vẽ màu. Khi vẽ màu, hãy lựa chọn thể hiện theo một trong những phong cách sau. 1, thể hiện bức tranh theo gam màu nóng. 2, thể hiện bức tranh theo gam màu lạnh, hoặc thể hiện bức tranh theo gam màu bổ túc. Sau khi làm bài thực hành, em hãy giới thiệu sản phẩm cho ông bà, bố mẹ cùng nghe nhé. Nhờ bố mẹ hoặc tự chụp hình sản phẩm để gửi cho cô sẽ góp ý và đánh giá sản phẩm của từng bạn. Sau đó, hãy xem lại nội dung bài và chuẩn bị đồ dùng cho bài học lần sau nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các em hãy nhấn like, đăng ký và ấn vào hình quả chuông để nhận những video tiếp theo của cô nhé. Chúc các em ngoan, học giỏi và có thật nhiều bài vẽ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.